giờ mình sẽ lập tài khoản eBay. Mình sẽ vào ebay.com.sg. Tại sao là ebay.com.sg? Thì eBay ấy, thì nó đang không có trụ sở nào ở Việt Nam cả, không có support ở Việt Nam. Vì vậy nên là chúng ta phải lập tài khoản eBay, phải lập trên eBay Singapore. Lập trên eBay Singapore để làm gì? Để bởi vì Singapore với Việt Nam thì nó chỉ cách nhau 1 tiếng đồng hồ thôi. Thì sau này tất cả các vấn đề về support rồi những cái vấn đề liên quan mà cần xử lý thì mình sẽ được hỗ trợ rất là nhanh, là không không phải đợi lâu vì mình cùng múi giờ. Vì vậy nên là mình sẽ lập về tài khoản ebay.com.sg, và các bạn yên tâm là sau này là mình có thể bán tài khoản thì có eBay Singapore, nhưng mà mình có thể bán được UK hoặc là US. Ok, chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với bài giảng tiếp theo trong series những bài giảng của khóa học kiếm tiền trên eBay Dropshipping của Thái Vàng HD. Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tính toán lợi nhuận của một đơn hàng khi mà mọi người bán hàng trên eBay. Bởi vì sao? Bởi vì khi mọi người bán hàng trên eBay, mọi người sẽ mất rất là nhiều phí, chứ không phải chỉ đơn giản là lấy giá bán ở eBay trừ đi giá bán ở Shopline là ra lợi nhuận của mọi người. Không phải như vậy, mà mọi người cần phải trừ thêm đi một số những cái phí nữa. Có một số cái phí cơ bản mà chúng ta sẽ phải trả khi mà bán hàng trên eBay. Phí thứ nhất đó là phí list hàng. Thì tài khoản eBay mới sẽ miễn phí phí list hàng cho. Ok, chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với bài học tiếp theo trong phần 5 xử lý quản lý đơn hàng và chăm sóc khách hàng của khóa học kiếm tiền online với eBay bằng hình thức bán hàng dropshipping. Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người về cái cách add tracking vào đơn hàng ở trên eBay. Ở bài học trước, chúng ta đã được học về mua hàng ở nhà cung cấp cho khách hàng. Thì như cái phần mà mình nói mọi người về tổng quan xử lý đơn hàng ấy, thì khi mà chúng ta mua hàng xong ở nhà cung cấp cho khách hàng để tầm 1 đến 3 ngày thì chúng ta sẽ quay tracking của cái đơn hàng đó. Tracking nó chính là cái mã vận đơn để theo dõi xem cái đơn hàng của chúng ta nó đi đến đâu ấy. Thì chúng ta phải add cái mã tracking này vào eBay cho khách nhá. Thì để add được mã tracking thì mọi người xem cái đơn hàng này của mình này. Nó có cái phần tracking number này, nó có chữ add đấy, thì mọi người sẽ click vào đó thì nó sẽ ra một cái trình duyệt để cho chúng ta add cái tracking vào. Số tracking và chào mừng bạn đến với các khóa học kỹ năng cùng chuyên gia tại nền tảng giáo dục trực tuyến Kina. Nếu bạn chọn phương thức thanh toán thu tiền tại nhà, đầu tiên bạn cần kích hoạt khóa học. Kina sẽ gửi phong thư chứa mã kích hoạt và hướng dẫn sử dụng tới địa chỉ của bạn. Đăng nhập tài khoản và điền ngay mã tại trang kích hoạt. Khóa học sẽ được thêm vào mục Khóa học của tôi. Với các phương thức thanh toán trực tuyến, khóa học sẽ được tự động thêm vào khóa học của tôi sau khi giao dịch của bạn được xác nhận. Để xem các khóa học mà bạn đang sở hữu, hãy truy cập website kina.vn và đăng nhập tài khoản của bạn. Từ trang chủ, bạn có thể dễ dàng vào trang khóa học của tôi. Kina thiết kế trang khóa học của tôi như quyển nhật ký hỗ trợ bạn quản lý các hoạt động học tập hiệu quả. Để giúp bạn theo dõi lịch sử học tập, các khóa học được tự động sắp xếp theo trạng thái đã mua và đã học. Trên từng khóa học, Kina sẽ thông báo đến bạn tiến độ học tập hiện tại. Học liệu từ tất cả các khóa học được xếp gọn gàng tại thẻ tài liệu. Giờ đây, bạn có thể truy cập tài liệu tham khảo bất cứ lúc nào mà không cần tỉ mẩn xem lại từng video bài giảng. Hỏi đáp với giảng viên và lịch sử tương tác cùng các học viên khác sẽ được tự động tập hợp theo tên khóa học.
Đây là một chức năng rất được yêu thích tại Kina vì nó làm cho việc ghi nhớ kiến thức trở nên thật nhẹ nhàng. Cuối cùng, từ trang cá nhân của mình, bạn có thể dễ dàng quản lý mọi giao dịch tại Kina và hoàn thành thanh toán các khóa học. Với mong muốn đem lại sự tiện lợi cho học viên, Kina xây dựng giao diện học tập linh hoạt, hiển thị hoàn hảo trên mọi thiết bị, từ máy tính bảng, tới điện thoại di động. Giờ đây, kiến thức chỉ còn cách bạn một cú lích chuột. Trong quá trình xem video bài giảng, bạn có thể nhanh chóng tạo các ghi chú và tóm tắt ý chính của bài học. Video bài giảng được sắp xếp xen kẽ cùng với các bài tập trắc nghiệm để giúp bạn ghi nhớ kiến thức tốt hơn và làm cho quá trình học thú vị hơn. Với mong muốn tăng trải nghiệm tương tác, Kina phát triển chức năng hỏi đáp linh hoạt. Bạn có thể hỏi đáp thỏa thích với giảng viên và thảo luận với các học viên khác để thỏa mãn các nhu cầu kiến thức tức thời. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ được cấp chứng nhận online miễn phí. Nếu bạn muốn chạm vào thành quả của mình, Kina sẽ cung cấp cho bạn chứng nhận offline được lồng trong khuôn gỗ có chữ ký và đóng dấu của công ty. Trong trường hợp video hướng dẫn này vẫn chưa thỏa mãn hàng vạn câu hỏi của bạn, hãy liên hệ với Kina qua số hotline 1900 636 409 để được hỗ trợ nhé. Kina, nền tảng giáo dục trực tuyến về kỹ năng hàng đầu, được tin tưởng bởi hơn 200 chuyên gia và hơn 300.000 học viên trên cả nước. Cùng Kina chinh phục mọi kỹ năng để nâng tầm sự nghiệp và làm chủ cuộc sống.